Con gái nuôi Phi Nhung hả hê khi hay tin Nhâm Hoàng Khang bị công an bắt giữ. Ca sĩ Tuyết Nhung chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng thái độ vô cùng hả hê khi IT Nhâm Hoàng Khang rơi vào vòng lao lý. Liên quan đến vụ việc lập trình viên Nhâm Hoàng Khang bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản, chiều ngày 4 tháng 10, Cục Cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an phối hợp Công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan. Trước đó, công an nhận đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến trang web cờ bạc. Sau đó, đối tượng dùng thủ đoạn yêu cầu chủ trang web phải chuyển 500 triệu đồng. Qua nhiều lần thương lượng thì Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền được chuyển vào tài khoản. Sau đó, Cục C02 phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 Bộ Công an điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Sau khi thông tin nam hacker sinh năm 1987 bị bắt giữ, mới đây, ca sĩ Tuyết Nhung đồng thời được biết đến là con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đã có động thái. Trên story cá nhân, cô nàng chia sẻ ảnh chụp màn hình kèm dòng trạng thái Coconut cái bụng tôi, tạm dịch vừa cái bụng tôi. Chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng khán giả đủ hiểu Tuyết Nhung đang rất hạ hê. Vốn dĩ Nhâm Hoàng Khang và Tuyết Nhung chưa có hiềm khích qua lại với nhau. Tuy nhiên vào tháng 6 năm 2021, cậu IT đã trực tiếp đăng đàn tố cáo cố ca sĩ Phi Nhung đối xử tệ bạc, chiếm giữ tiền cát xê của con nuôi Hồ Văn Cường. Âm ỉ kéo dài hơn tuần liền, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh nhân hậu mà giọng ca Bông Điên Điển xây dựng. Thậm chí, đến những ngày cuối đời, Phi Nhung vẫn phải nghe không ít lời bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội. Trong số 23 người con nuôi, Tuyết Nhung là một trong những ca sĩ được Phi Nhung hết mực yêu thương. Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001, từng tham gia The Voice Kids 2013, nhưng bị loại ở vòng đối đầu. Tuyết Nhung sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học từ năm lớp 3. Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Tuyết Nhung được đi học trở lại. Hiện Tuyết Nhung học lớp 9. Ngoài thời gian đi học, đi diễn, những lúc rảnh rỗi, Tuyết Nhung thường ra quán chay của mẹ nuôi để phụ giúp. Tuyết Nhung ở tuổi 20, sở hữu vẻ ngoài duyên dáng đầm thắm. Giọng hát của cô được đánh giá mượt mà tình cảm. Cô thường được mẹ cho đi hát vào cuối tuần. Phi Nhung có 3 người con nuôi nổi tiếng khác bén duyên với nghệ thuật từ sớm là Thiên Ngân, Tuyết Nhung và Quỳnh Trang. Chia sẻ quan điểm dạy dỗ con nuôi, Phi Nhung từng tiết lộ cô rất nghiêm khắc. Đôi lúc tôi bắt con vòng tay quỳ là phải quỳ, đứng là phải đứng, không thể nào giỡn mặt với tôi được. Cô nói, thời điểm mẹ nuôi Phi Nhung gặp lùm xùm ngoài ý muốn, Tuyết Nhung không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh mẹ bị vu oan. Trong tâm thư khá dài, Tuyết Nhung nhắn gửi đến cộng đồng mạng xin đừng công kích và tạo áp lực đến Cường và gia đình bé nữa. Cô cho biết, nhìn mẹ Nhung khóc, em không biết làm gì ngoài động viên mẹ cả. Em đau lắm, nhưng em là người không thích thể hiện bên ngoài cho người khác thấy. Mẹ Nhung không phải như những gì mọi người đang thấy trên báo đâu. Em luôn cảm ơn mẹ, vì mẹ mà em mới có được cái tên Tuyết Nhung trưởng thành như ngày hôm nay. Chỉ biết thời gian vừa qua em đã áp lực rất nhiều, có lẽ em bị công kích từ bên ngoài. Và ở độ tuổi dậy thì bồng bột này của mình, em đã bộc lộ cảm xúc khi nói ra những lời đó. Nhưng chị nghĩ, không ai trong đời mà không mắc phải sai lầm cả. Quan trọng là mình biết mình ngã ở đâu, sai chỗ nào để biết mà sửa sai. Chị mong em hãy mạnh mẽ lên, đừng bị người ngoài công kích trong lúc em đang nóng giận. Bởi lúc ấy mình sẽ không kiểm soát được lời nói của mình và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Chị mong em hãy thật cố gắng trong lần thi tốt nghiệp kỳ này. Phải thi thật giỏi nhen, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Cậu ấm của chị chỉ cần thi tốt nghiệp đậu là tốt rồi, ai suy diễn gì kệ họ.